Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Hội thảo điều chỉnh ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiếu máu não. Ngày 17 tháng 1 năm 2016, tại 67 Bà Triệu, Hà Nội, bác sĩ, nhà cảm xạ Dư Quang Châu đã tổ chức hội thảo chuyên đề về điều chỉnh chứng ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiếu máu não với sự tham dự của đông đảo những bệnh nhân và mọi người quan tâm. Tại hội thảo, người bị bệnh đã được chính các học viên do bác sĩ huấn luyện dùng phương pháp thập chỉ liên tâm tác động trong việc điều chỉnh chứng ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, mang lại kết quả rất tốt đẹp, đã mang lại niềm tin về phương pháp thập chỉ liên tâm, thập chỉ đạo, liệu pháp y mau mạch trong việc phòng và chữa bệnh không dùng thuốc. Sau đây là chia sẻ của người đã được tác động bằng phương pháp thập chỉ liên tâm về ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiếu máu não. Chị chữa xong rồi thì thấy nghe rõ, còn một cái tai phải thì là nó thủng tai giữa, nhưng mà cũng chữa thì lại nghe được. Bịt cái tai này thì cái tai này cũng còn nghe được nhưng nghe nhỏ thôi, thế còn cái tai này thì nghe rõ hơn. Tôi năm nay là 59 tuổi, thế thì vừa rồi thì đến chục ngày nay rồi thì là cứ ù tai, nó cứ như là có cái tiếng ve kêu gì ở trong đầu ấy, và đã khám thì bệnh viện bảo là bị thiểu năng tuần hoàn não. Hôm nay thì vừa đến được anh Dũng đây bấm cho một lần, là bây giờ thì hầu như là cái tiếng ù trong tai gần gần là hết hẳn, không thấy còn nữa. Hôm nay là đến đây được các được đi chữa cho cái tai, khi mà chưa chữa thì tai kêu như là con ve ở trong tai ấy. Và đến bây giờ thì lúc chữa dừng chữa thì nó còn ít thôi, đến bây giờ ấy, thì hết rồi. À, em cũng bị là tiền đình nữa, và trước khi bị ung thư thì em cũng có là đi tai nghe kém thì đi khám bác sĩ bảo là sơ sốt tai. Thế sau đấy thì là em có bị ung thư thì cái tai nó không quan trọng nữa, nhưng mà sau thì mắc thêm cả cái bệnh tiền đình thì cái tai nó nghe dần dần ù. Thế hôm nay em chưa được mọi người, nhưng mà chữa cho thì thực tế thì nghe thì chưa biết là có giảm hay không, thì cũng chưa rõ ràng nữa, thật thì thế có sao bảo vậy. Thế nhưng cái này cái nó nghe do tai thì thế nó giảm, nhưng mà còn cái thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mau mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.